Rồi, chào anh em ha. Như thường lệ, làm cái gì mình thị trường hàng ngày cho mọi người để mọi người dễ đoán. Chúng ta nhìn BGC, BGC 4 giờ. Đây, hôm qua đóng một cái cây nến như vậy, mình có anh em là cẩn thận, nó sẽ quay về nó tát. Nó sẽ về để về vàng 61,8%. Nhưng mà hôm qua sau khi đóng nến hôm qua 4 giờ thì các bạn thấy là rút chân về đúng cái tỷ lệ vàng 786. À, vậy thì hôm nay chúng ta vẫn sẽ canh, chúng ta sẽ không xem mà chúng ta canh xuống, chúng ta bay lên ngay chưa, canh xuống chúng ta lên, ví dụ như BGC hiện giờ 30 phút và chúng ta sẽ canh xuống, chúng ta bay lên đây, khả năng nó sẽ quay về nó cắt đến EMA 89, nó lên là rất là đẹp và ok là ổn. Chúng ta canh xuống chúng ta bay lên chứ không sell, đang không sell thì bạn thấy vùng này sell xuống là các bạn đang đang biết rủi ro, các bạn đang nghiệp của sell, rủi ro rất cao, ok ha. Rồi BGC hiện giờ giá hiện tại chúng ta sell được này, chúng ta bay được nè, chúng ta canh, chúng ta đánh tiếp khoảng 20-30 lên trước à, giờ tại vì nó còn khả năng nước ở đây cho nên không đánh tiếp 50, không đánh lớn à, ngoài ra FH rất đẹp đây, FH tương tự đó là cái sân R34 mà bật lên đó, FH ở đây cũng khá ok, chúng ta canh bài bài lần chi dừng ra bài lần, các bạn biết đó, là từ đây cho đến ngày hình như là ngày 10 tháng 1 là bắt đầu duyệt cái việc Bitcoin ICS, thì lúc đó thị trường sẽ lên rất là mạnh, nếu mà cái đó mà được chuyển một phát nó lên banh nóc luôn ấy các bạn, nó bay rất mạnh đấy, cho nên vì đó không nên sell mà hãy canh xuống bay lên phụ cho em nó an toàn hơn. Hold slow 4 giờ hôm qua mình nói anh em là với cây nến này đây, hôm qua mấy anh em có gặp mặt không, hold slow 4 giờ hôm qua nè đó, mình báo là cắt lệnh bay đi, hold slow là cắt cái lệnh ba đi, nó để điều chỉnh xong chúng ta vào à, các bạn coi nè, con sâu đúng giờ nè đó, thấy không, nó xuất hiện cây này là tôi báo cẩn thận liền, tôi báo là ai đang có lãi chốt đi được cái gòn nữa đó, nó sẽ rớt về, các bạn thấy nó rớt không đó, ba cây đỏ liền, còn bây giờ số 4 giờ ok đó, bay được rồi đó, à, số 4 giờ bây giờ bay dừng được rồi đó, bay dừng ok đó. Ngoài ra vàng cũng như vậy, vàng 4 giờ cũng nằm trên cái men của sóng R, nó có khả năng một kịch bản nó rớt về cái EMA 89, cho nên chúng ta không nên vội sell nó mà chúng ta sẽ buy đó, thì canh xuống, canh xuống buy lên, nó sẽ về cái giá 2049 à, về, về từ giá 2661 2049 là buy lên là đẹp, buy lên đẹp về cho rồi, đó là thị trường à, để con Nia nữa, con Nia cũng ok nha, những con mà chủ lực các bạn chú ý những con sẽ bay đấy, nó con đi rất đẹp, 3 phút, 3 phút con đi đẹp hơn, quá đẹp, hát xong bật lên quá đẹp luôn, con đi mô hình các bạn nhìn 3 phút nó đang đi cái mô hình nó 4 giờ, hôm qua có báo mọi người là đi 4 giờ, các bạn con nghe lại clip hôm qua đi, lên đúng chỗ này rớt chạm TP đúng chỗ TP chúng ta xong rớt xuống lại, bây giờ vùng này bay lại ăn còn tay được, nay có rất nhiều con đẹp à, báo anh em rồi. Ngoài ra thêm một điều nữa, hôm qua tôi có làm cái clip tôi có nói là bên sàn hỗ trợ thì chúng ta thì 15 suất hiện tại thì cái phí cho nữ học viên từ đây cho đến ngày 27 được giảm xuống luôn là 1K8, thì riêng những bạn riêng ngoài ra chúng ta sẽ còn được thêm 15 suất sàn tài trợ dưới 1K8 nhưng mà chưa biết là bao nhiêu, ngày 27 tết tôi sẽ công bố, ví dụ là dưới 1K8 là 1K7, 1K6, 1K5 gì đó, thì những cái bạn đã đặt cọc như vậy, những bạn nó sẽ được back về, những bạn nó sẽ được, những bạn nó sẽ được giảm cái mức đó theo kỳ 3 mùng 1 tháng 3, và hiện tại á hôm qua tôi công báo là 15 suất và hiện tại đã được 8 suất rồi, đã được phân nửa rồi, chỉ còn có 8 suất thôi, sau có 24 giờ mà chỉ còn có 8 suất thôi đó, thì bạn nào những bạn mà đặt cọc vào là hoặc là những bạn mà từ hôm qua vào với mức 1K8 luôn, những bạn mà vào với mức 1K8 luôn thì đến thì tôi cũng đưa trong trong danh sách này, ví dụ đến ngày 27 tết mà công bố ở ngày mùng 1 là 1K6, ngày mùng 2 là 1K4 đi, thì những cái tiền mà các bạn đóng 1K8 đó các bạn sẽ được back lại, sẽ được back lại chuyển qua cái USD lại cho các bạn back ngược lại đó, và những bạn mà đã đóng full luôn thì tôi vẫn ưu tiên cho nhận 15 suất này đầu tiên đó, mà ưu tiên cho những bạn nhận 15 suất này, cho nên nhắc lại hiện tại nhìn chung quy vẫn là 1K8 cho đến cuối ngày 27 Tết âm lịch, đặc biệt sẽ có 15 suất đầu tiên được giảm nữa đó, rồi ai vào trước thì tôi sẽ sắp xếp những công ty hiệu suất này ha, còn ai mà một số bạn mà chưa khả năng vào, các bạn muốn đặt cọc những suất 15 suất đó vẫn được,
các bạn đặt cọc 1k, còn lại đến ví dụ bạn đặt cọc 1k thì đến ngày 27 Tết tôi báo là mùng mùng 1 mùng 2 mùng 3 giảm bao nhiêu đó, thì đến cái ngày mùng mùng 1 mùng 2 mùng 3 các bạn chuyển phần còn lại đó là xong. Được chưa? Đó. Hiện tại chỉ còn mấy bạn này vào là có UID, có UID và ba này nọ đó đó, và những bạn này cũng sẵn check lại luôn, những bạn mà đã đóng thì tôi công khai minh bạch trên đây. À, cái điều có trên đây cho các bạn chuyển thì cô điều chỉnh cái màn hình lại các bạn nằm ở vị trí nào cho mọi người luôn. Thế ha, rồi hiện tại là 15 là còn đã hết 8 rồi đó, là còn còn 8 bạn, còn 6 bạn gì đó. Rồi hôm nay anh em đánh đấm cẩn thận, nhớ là còn vài ngày nữa là Bitcoin ICO được duyệt và cần top 3 nữa. Quên đi, tối nay đi học viên chúng ta có một cái buổi học rất quan trọng, tối nay đi học viên chúng ta có một buổi học rất quan trọng, là cái kế hoạch và định hướng cho 2024 và cái lớp vĩ mô buổi 1 tôi sẽ làm lại là cái lớp vĩ mô của các bạn, và đồng thời tối nay tôi hướng dẫn luôn cho các anh em học viên cách tạo tài khoản và được duyệt cái gói vĩ mô 1 năm, tối nay tôi chỉ luôn, ok ha, duyệt gói vĩ mô 1 năm. Rồi. Và tối nay sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn ba cái giai đoạn cái chiến lược đánh dành cho ba giai đoạn của trader, bởi vì trader chúng ta nói là có ba cái giai đoạn, những cái giai đoạn mà những người mới bước vào thì nên dùng chiến lược gì, và giai đoạn 2 là như thế nào dùng chiến lược gì, một giai đoạn 3 dùng chiến lược gì. Đó. Đó. Rồi, hướng dẫn tiếp cho các em phần chiến lược. Tối nay có bài vĩ mô rất là thú vị, anh em cố gắng nhớ tham gia đầy đủ để tôi chỉ cái cách mà lấy tạo tài khoản và được duyệt duyệt cái gói 1 năm vĩ mô 1 năm, cái gói đó sẽ xem được vĩ mô, xem on trend và nhìn có cả bot báo thì tổng hợp của các bạn nhiều hơn lắm. À, đây là ba anh em nha. Vâng.